một cuộc thi nho nhỏ của lớp học bình dân của chúng tôi, nhưng mà giờ đã tới giờ chưa thấy bạn nào tới chín ngày 20 rồi. Chương trình giới thiệu tuyệt phẩm tập đoàn An Long qua điện thoại một lớp học tình thương. Trời ơi cô ơi, tới rồi, tập đoàn An Long đang bán hàng khuyến mãi tặng quà cho tay vay cho mọi người. Em mua một cái áo, em mua hai cái bó thuốc từ cái áo, cái bóc tặng cũng cái đó. Cái giờ như vậy dài lắm, chị mẹ cho á.
Sài Gòn để cán mắt đi. Bây giờ để chung cho họ mấy cơ hội này. Trung Thái thì bây giờ binh dựng với nhau. Đừng có gọi người ta, ta nhìn kỹ, có tối về ta ngủ ta giật mình á. Nhan sắc gì đâu mà quá tệ à. Chị ơi, tệ. Chị khỏe luôn. Ủa gì hỏi đại đi. Em hỏi đừng được cho mọi chị thấy em đẹp không? Ôi, vậy ra ngủ rồi. Chị ra ngủ rồi. Chị ra ngủ rồi. Thì đó chúng ta sẽ sử dụng thuốc
trường cỏ, một cái lợi ích trường cỏ đặc biệt hơn nữa cũng là khai hoang, là góc đi quá cái góc này, cơ chế tạo động nó rất là phù hợp với chúng ta trồng ở trong vườn cây, bởi vì nó ghi những cái lá thôi, cái màu xanh của cây trồng thôi, còn các cây trồng của mình là cây lớn như là gốc quýt hay gốc sầu riêng, gốc bưởi đều là gốc màu nâu. Cái đó chúng ta sẽ cứ loại này, chúng ta cần lấy một cái về của định hình để ra vào cái cỏ ra thì nó sẽ chết và không ảnh hưởng đến cây trồng của mình. Chúng ta lưu ý cỏ là một con dao hai lưỡi, chúng ta sử dụng đúng thì chúng ta sẽ mang tới nhiều cái hiệu quả cao. Tuy nhiên nếu sử dụng sai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cây trồng. Đây là hai loại thuốc trừ cỏ. Còn với là cái nhân co nữa, nhân co thì nó giống như là cái thuốc diệt cỏ này các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng cái bỏ đi quá. Tạm bỏ đi quá trên màn hình thì là bỏ chúng tôi có hai tên, một là bỏ trái, hai là đi đâu mát. Vậy cùng có đi quá hết có thể lựa chọn một cái là nhân co của nước ngoài tên bỏ trái, còn nhân co của Trung Quốc thì sẽ đặt tên là đi đâu mát. Loại nào cũng vậy, loại nhân co nước ngoài thì sẽ lưu được lâu hơn. Chúng ta mua về đây có thể mua là nhân co này cho giá rẻ. Và sản phẩm này chúng ta có thể sử dụng cỏ ở vườn cây ăn trái với gốc cây lớn màu nâu sẽ không bị ảnh hưởng. Còn cái loại cỏ gọi là Yucinat thì chúng ta lưu ý rằng là nếu chúng ta mà giảm dù để chúng ta muốn làm sạch cỏ hết thì chúng ta nên chọn cỏ Yucinat chế cầm cầm che cỏ cho mọi người xem. Rồi còn cái loại nhiêu co để chúng ta phun thì chúng ta lưu ý rằng là cái loại này nó chết chậm nhưng mà chết tận gốc. Như vậy chúng ta sẽ hiểu một điều rất là đơn giản, chậm chết cỏ thì cỏ mọc lên chậm, chết cỏ nhanh thì cỏ sẽ mọc lên nhanh, thì đây là không tốt như các bạn. Nhưng mà khi nó rụng lá thì cây nó sẽ rụng tràn từ từ, nên không thể là nó sẽ là còn gốc cây dưới đó nó sẽ mọc lên nhanh. Bởi vì bà con đã có hỏi tại sao cây lá cỏ mọc nhanh hơn cây lá, rất là đơn giản, như cái này không bị tận gốc, cái gì nó bị tận gốc nhưng mỗi cái có sự tính năng khác nhau. Cái gì còn thắc mắc thì hãy liên hệ với chị số điện thoại 0937 99 00 cái gì này với cô Lê Nga sau chương trình. Và bây giờ chúng tôi giới thiệu cái gì, một số trường cỏ bắt cho vườn cây ăn trái và cũng như là khai hoang hoặc là dọn bụi. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước sang làm một cái nhóm khác, đó là cái trường sâu. Cái trường sâu trước đây chúng ta thường hay dùng nó cút tẩy nhạt như là cái cả cây nguyên ăn tay cả cây nguyên đen ta là cơ ăn tay cũng được, cái loại đó nó rất là nóng. Nếu chúng ta đã từng sàn dính vô tay đúng không, nên rửa tay rồi nhưng mà vô tình tao quẹt lên mặt là rất là nóng, gốc cút đó nó hơi nóng nên là sâu xanh sâu lá sâu tơ người ai đây đâu, tôi đây đã rồi hôm nhân ngày sâu tiêu đời hàng hôm nhân dân luôn tự hào là hàng tục mới đó nghe xa gần nghe tiếng dùng từ sau nào cũng tiêu. Đi bên tim này là cái gốc để mà gì cũng sâu, sâu gì sâu lá sâu bông ha, đục trái nhưng ta nhớ là họ cái thứ một cái thứ ba nha, cái thứ tư như trái đục như đâu rồi thì chúng ta không có điều nha. Và đặc biệt thì cô bên lo có mặt trong cái hỗn hợp này để làm gì, để gì cái trứng của con sâu bình thường chúng ta thấy con sâu này gì con sâu không thì cái trứng nó lại nở ra, chúng ta phải đi sửa một lần nữa. Và đôi khi chúng ta lơ là một cái là chính cái sự bùng phát ban đầu ta thấy một con sâu như một con sâu để ta cái năm con khác thì cái mật độ của cái lớp thứ hai mới là đáng sợ nhất. Nên sự có mặt của collagen trong thành phần này đó là một cái yếu tố quyết định cho con bùng phát sâu. Nhưng mà cái sản phẩm này ta có thể sâu hơn thì cái giới thiệu cái gì là một sản phẩm thì được sâu gầy nhờn và đẹp gồm lên hàng chính nhân biết sân sản phẩm có thể hiện được hai loại nhiều loại so bệnh với gốc tê thêm viên lá và viên viên đồ xí phê. Cái mời quý vị thưởng thức nhà phẩm này là quý giá gồm vật sân ngày sau tiêu vật đã có một sừng con gần nó vẫn theo luôn thương nghe ngóng tập đoàn đem tiếng nước trên thị trường hàng hàng nông chất lượng đề cao mong những cho nhà nông tiêu diệt tất cả thiệt hại ruộng một cái sản phẩm rất là đặc biệt gồm hai gốc thuốc mới. Và chúng ta nhớ rằng sản phẩm này có thể trị được rây nữa, rây là được nhận nè,
rồi kể cả con gà sát nữa. Và nhưng mà chúng ta nhớ là ở mật độ thấp nha. Đích vị ví dụ như chúng ta có thể nắm hơi thì đau bụng hay là hơi bị đầu, chúng ta uống paracetamol. Nếu như không phải là bệnh nặng thì sẽ qua nha, không có còn đau nữa. Nhưng mà nếu giả dụ như mình đau bụng thì uống paracetamol là không được, chúng ta phải uống thuốc, uống một loại thuốc như insulin chẳng hạn, đó là thì đây chúng tôi xin một cái điều cái gì, nếu như mật độ nhận cao quá chúng ta không sử dụng ít sân được thì đó là loại thuốc để trừ khi mà mật độ thấp thôi, thì chúng ta phải sử dụng nhiều than hay còn gọi là siêu nhận. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe bài hát siêu nhận. Tôi hát được bây giờ thì bạn được đã xuất hiện tại với một cái bộ hát của tập đoàn Anh Long được tặng trong đợt khuyến mãi lần trước. Và đợt khuyến mãi lần này sẽ là áo dài tay theo yêu cầu của khán giả, thì nó là ra quần ngắn lắm nên chúng tôi để giảm áo dài tay hơn. Bây giờ xin mời bạn được anh nghe ạ. Con nhận làm cho đúng dùng thức thu có liêu thăm tu minh cho đúng dùng đừng có lo gì luôn nhớ về ăn năm cũng đừng bỏ quên đi hãy dừng tin siêu nhận chỉ một lần xài thôi. Quen gì? Những mặt này là biết đánh tướng thường thì hát ô tô rồi. Thấy không? Đi ngoài. Đi ngoài. Buông xuống. Buông xuống. Dạ. Thôi giờ nghe là nước này lắm thì không hát lần. Hát lần cái cô đó tin cả đi vô luôn nha. Thôi bây giờ có hát lần à. Ờ. Nhưng mà chúng ta sử dụng thuốc hóa học trên cây ăn trái, chúng ta phải lưu ý thời
đúng không? Tên là Gòn Gân. Gòn Gân hàng kinh gấm, thuốc sức học gì sâu, cho trái tháng trúng mùa, nằm dân khỏi lo nữa nè. Tên thuốc là Gòn Gân, tiêu diệt tất cả loài sâu. Đây là một cái loại thuốc dầu khoáng, dầu khoáng mà tăng nhiệt độ cũng có thể bị giật. Hai cái thằng này ta là với nhau, chúng ta phun bom rẻ sáp bám trên cái trái cây của mình. Có thể sáp nó rất là liền, nó không có bao bằng sáp nên thuốc từ sau của mình không thấm vào những cái bao sáp đó. Chúng ta bỏ đê ra mà bao cái bao của nó lại là mất oxy, nó lòi nó đào ra cái thuốc mà nó sẽ chết. Đó là cái thuốc chuyển rẻ sáp rất là hay của cái người đã thử nghiệm trên nhiều loại cây trồng. Và hãng thì nó không nhờn và không đầy, nó chích hút, nó để lại cho mình một cái đó là nhiễm nấm. Thì chúng ta phải bảo vệ cái cây đòn non và những cái mô cây của cái cây trồng của mình bằng cách nào? Bằng cho là mặc một cái áo giáp được mang tên là mango z. Dùng mango phòng ngừa nấm, lá đó mango cây trồng không sẽ nấm gần đâu, trái như bông cùng đậu lúa ăn canh cố tàn an tâm xây dựng cho nhà nông lúa vàng nồng cây trái bội thu. Cái sản phẩm măng cua dép này thì nói cái áo giáp là sao nó áo giáp ăn lên măng cua dép và lên thương mại cặp đỏ đâu là an nông măng đô. Chúng ta tưởng tượng đi, như cái cây cây của chúng ta mọc lên cái này nó bật trái non nha, thì cái nắng bệnh đang lơ lửng ngoài không khí nó sẽ bám lên đây làm tổ và làm hư cái trái của mình. Cái gì thì chúng ta sẽ phun một lớp măng cua dép lên thì nó là bao phủ quanh cái trái của mình, bảo vệ cái trái nhận nắng không bám vào để làm tổ được. Như biết cái áo giáp của mình bị lửa mà khi mình phun nó không có đều thì nó sẽ làm tổ và còn nó làm cái vòi để mà nốt chích. Thì chúng ta cần phải sử dụng hexaconazole để cắt đứt những cái vòi của cái nấm làm cho cái đám khô chết. Ví dụ hai sản phẩm này là phương án bảo vệ những cái mô non như là chồi non, lá non và bông cũng như là cái cây non của chúng ta. Chúng ta sử dụng loại thuốc này để vừa rẻ và vừa tốt. Trong trường hợp mật độ bị nấm bệnh tấn công quá cao mà hai sản phẩm này đã không bảo vệ được thì chúng ta phải sử dụng đến là Mifatop. Sản phẩm Mifatop của chúng tôi với gốc thuốc là Azoxystrobin và Dihydroxyurazole thì hai cái gốc thuốc này được chị nói. Vì vậy quý vị chưa làm được hết. Nhưng bây giờ chị sẽ nói rõ là Azoxystrobin ở ngoài thị trường có một công ty có cái tên là Mifatop là rất là tốt đúng không? Rồi tiếp theo là một phần là cấu tạo của Dihydroxyurazole. Hai cái thuốc này cộng lại với nhau theo quy định của chị đọc được còn chịu mấy chục loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Nhưng yếu điểm của nó là gì? Rất mắc. Một chai nhỏ gì thì thôi chúng ta cũng mua tới 180.000 đồng, thậm chí là 200.000 đồng một chai. Vì vậy mà để chúng ta ít tốn tiền nhất thì chúng ta nên phun mentoset và hexaconazole để bảo vệ cây trồng của mình, để không cần phải sử dụng đến thuốc mắc tiền như vậy. Phương pháp của quý vị thường hay đưa đến cho quý vị là sao tiết kiệm được chi phí sản xuất để cho cái giá thành sản phẩm mình thấp nhất và lợi nhuận cao nhất. Và chúng ta nhớ là khi chúng ta phun xịt thuốc hóa học chúng ta phải nhớ thời gian cách ly là quan trọng. Ví dụ như cái bạch màu xanh như thế này nè, thời gian cách ly 7 ngày. Nếu như vậy thì trong tưởng lúc 7 ngày lỡ về cái ngày mà mình gặp đi mà lỡ mà bệnh thì sao? Thì có một loại thuốc rất là đặc biệt để trị nấm bệnh và vi khuẩn đó chính là Kikano. Chúng ta nhìn thấy công thức của Kikano chính là Organon đúng không? Organon được sử dụng trong nha khoa để chữa răng. Nó là một gốc thuốc dùng trong y tế không độc cho con người và môi trường. Vì đó khi đưa qua cơ thể thực vật nó được xếp vào hàng thuốc sinh học. Và chỉ cái loại thuốc này quá đặc biệt đi mà các bạn thấy là trên thị trường có nhiều đang mà có thôi. Vì đó là cái chuyện mới là tìm được một cái điều lý rất là hay, rất là ấn tượng để biết cái lời ca ngợi về sản phẩm này. Thì
nguyện rồi đúng không? Các chị nào chưa coi có chị kể sơ tôi nha. Cô ấy nguyện rất là hay là mở cái kinh điển của Việt Nam để em ra Pháp để mở nguyện chỉ mất được nhiều người yêu thích, kể cả người người Việt Nam có người yêu thích, nhưng mà từ đó là cô nguyện và anh Minh yêu nhau còn trẻ, nhưng mà chị hai người là chị muốn ra một tối mà không đến được với nhau. Thế là khi mà về già thì anh cũng lớn tuổi rồi, ngày xưa của mình à, và một lần đó anh Minh đã gặp lại Nguyệt, rồi khi gặp lại Nguyệt anh Minh đã dùng một điều bí rất là hay để trao tặng cho người yêu của mình. Các bạn còn nhớ không, để mình hát lại bạn các bạn nghe nha. Anh Minh đi vô gặp cô Nguyệt ngồi đó đợi Minh hát lại. Thank you.
dư lượng của quý vị dẫn cho đó ở giai đoạn cuối chúng ta sử dụng là piano để phòng trừ nắm bệnh và ổn, con gân để phòng trừ sâu và đại sát. Còn bây giờ cô Phượng ơi, thấy cô Phượng hát cái bài 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 ghen tuy hay lắm, bây giờ cô Phượng hát lại cho mọi người nghe luôn nè. Ghen gì? Ghen gì mừng bón hữu kết là nhật nhé, ghen gì bón giàu cây tố cho quả trái nhiều, vì ăn không chúng tôi dân lạc nhà mừng vui có tâm mang về hàng tốn loại nhưng phân gà ghen gì con nói về phân gà em còn phải phân là không mưa sông nên hôn đến nước cao
chồng sẽ trông chiều tối. Mắng giờ không lo, mắng giờ không lo. Tương lai thì đón nghe chẳng không cho nó hút cái mặn vào, và đặc biệt là chúng ta phải chuẩn bị những cái ly nước lớn, những cái bình nước lớn, tẹt nước bằng nhựa đó, chúng ta chuẩn bị nhiều nước ngọt để mà chúng ta bảo vệ cây trồng trong mùa nắng nóng này. Và một lần nữa tôi sẽ giới thiệu đến một sản phẩm vừa mới kết thúc chương trình này, đó chính là bảy mùa vàng để mình biết cho cây ăn trái của mình. Chúng ta bao trái cho chú giá là an toàn, chúng ta có thêm thêm bảy mùa vàng để chú dẫn tôi là bảy mùa vàng có thể nhìn được vừa đực và vừa cái. Bảy mùa vàng chúng tôi có một nước chế nước đầy một đầy nước đi lấy ông nam nước dĩa ngay của cái nhà mà chúng ta lật lại thì từ một nước này nó sẽ điều tiết nước ra cái chuyện rất lớn và không tràn ra ngoài, sau đó lấy đất đầy lại để che nắng che mưa và tránh sóc trời chiếu thẳng vào mình cứ cuốn và treo ở cái mật độ vừa phải, không được treo ở ngoài đó sẽ làm đàn đàn nước tạo nước ngoài trên vừa phải. Chúng ta quan sát chúng ta nhìn như màn hình đây là cái chai nước đâu rồi, chai nước đâu rồi, đây là cái chai này chính là thức ăn của con mùi vàng và bố này là bố thuốc hai cái ngoài với nhau đeo mật đổ vô cái bẫy. Chúng ta lưu ý chính cái chai thuốc này sẽ làm cho con mùi đường và mùi cá nó tuôn mình tới để ăn. Một số cái mùi vàng chúng ta treo á, chúng ta thấy là nó chỉ dẫn được mùi đường không cái mùi cá nó là nó nhanh ngay dùng tờ nó xanh mình ăn với nó nhúng ra và xanh rất là nhiều đó. Chúng ta có chuyện trả được mùi cái hay là mùi mảnh cái bài của mình đang chế thuốc đưa nó một xanh lợn thế này và sau khi đó mùi vàng mở vào chúng ta sẽ chứa mùi vàng bỏ ra và trong nước dọn lên cái bẫy thì xài rất lâu năm mùi hương và đặc biệt cái bẫy phải màu vàng nha. Có một số bạn chúng ta lấy cái đồ ăn lấy cái đồ cho con gà ăn còn cắn á thì con mùi vàng nó không có thích, nó chỉ thích màu vàng thì vì sao thích màu vàng đó là cái gì họ bất chiến đích thị không biết. Còn bây giờ chúng ta gặp hai thiên lớn thầy Hồ Chí vì đây là